Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Hướng nếu mà hướng mặt qua mình đi ra thì thường thường tiên sẽ đo là từ hướng mặt trong nhé, thì ra khoảng là 50. Nếu mà đối với những cái tường thật cao hay là những cái tường mà cắt âm thì mình nên trừ ra khoảng 70, nếu mình phải đi trước đó là khoảng 70. Và từ trong tường bên phải mé của loa đi ra tiên sẽ ra là khoảng là 40. Tiếp theo là bổ quang thì tôi sẽ chuẩn bị trước rồi, thì bổ quang đây thường thường á, cái cây tinh đầu đạn của nó chỉ khoảng tầm 3-5 cm, thì tôi phải chờ đến khoảng tầm 8 cm, tại vì khi lúc đó mình treo mình sẽ cái độ an toàn hơn và độ bắn nó sẽ chắc hơn. Và lúc này bạn phải chuyển qua chế độ là vừa quang vừa cập tường nhé. Và tiếp theo đây là một cái cây tinh để bắn thẳng chiếc đầu. Khi bạn bắn thì bạn bắn tới cái điểm bắn vừa thôi, thẳng ra cái tay bắn tới điểm cứng ngưng và bắn chờ một con ốc 17 ở đây. Tiếp theo bạn chọn đây và bạn dùng búa đóng thật mạnh cho nó lên maximum đó luôn. Xích ống lên đó thôi. Lúc này mình cầm khoát, cầm kim chất và ép bóp vô một cục của thanh sắt chắc vào mặt để lúc này cái đầu đạn nó sẽ nở ra và để nó chụp chắc trên tường. Thế nên bạn bật xích trên đây là và dùng khóa 17 xích chắc lại làm cho cái điểm nó không có di chuyển nữa khi lúc anh đánh vào. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn gắn cụm loa đấu cụm loa nhé. Thì sau mặt cụm loa này nó sẽ có một cộng một trừ, hai cộng hai trừ, thì mình muốn đấu thì mình sẽ đấu vào một cộng một trừ. Thì nào tương ứng với dây vàng, một chừng thì tương ứng với dây màu trắng. Ở đây nó sẽ có cái đường thanh, các bạn để ý là gắn cho đúng đường thanh thì nó sẽ siết cái dây ra rất là chắc và mình giữ được sau này tháo lắp rất là dễ dàng. Điểm đây là điểm để khi mình gắn cùng lam, mình khi mình tháo ra mình sẽ kéo lùi lại và mình tặng một vòng thì loa nó sẽ ra. À, một mức độ vừa phải nha, nghiêng cái loa qua một bên và siết ống này lại, ở trên mình siết lại và sẽ giữ được cái độ chắc luôn. Đúng an toàn, mình có thể quay một vòng từ trái sang phải để nó có thể nó siết được cái tay trên luôn nhé. Mặt sau thì nó sẽ có hai nỏ. Luôn luôn mình gắn bình hướng bên phải. Xong rồi đó. Chúc các bạn cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay và coi mua hàng giới thiệu cho shop mình với.